Mời các cô ba anh chị. Mọi người thấy bộ phận này thế nào ạ? À? Ổn không mọi người? Mọi người bật micro giúp. Đã trở lại Ổn bình thế thường ạ? nha. Ổn không ạ? Có ạ. Thấy thư giãn không ạ? Thoải mái không Vâng ạ. ạ? Dạ, cảm ơn. Em nóng ở lưng này ạ. Nóng lưng, cảm ơn. Thấy ổn không ạ? Mà buồn Thấy ngủ lắm, không buồn sao buồn ngủ ngủ. lắm. Vâng. Vâng, mọi người thấy buổi tập ngày hôm nay có ổn không ạ? Có ổn Thấy thế ạ. quá ổn ạ. Tốt Vâng, đấy, đấy là cái cách người thế ạ. chúng ta chữa bệnh cho mình đấy. Nó rất là nhanh thôi, chúng ta khởi động một chút này, chúng ta thở ống dương khí công một chút này, rồi chúng ta điều ý dẫn khí một chút này. Đấy là một cả một cái quy trình mà tôi vừa chia sẻ trọn vẹn với quý cô ba anh chị. Mọi người thấy rõ không ạ? Tôi thấy Từ đầu là lúc của chúng ta chuẩn bị cho đến lúc chúng ta điều ý vận khí để chúng ta tăng cường năng lượng trước khi chúng ta sử dụng huyền công. Mọi người thấy rõ không ạ? Để tránh cái tình trạng sau khi chúng ta thở xong mà lúc nãy có ai đó cứ bảo là có cần phải bù không ấy ạ? Chúng ta đã chuẩn bị từ trước rồi thì sau đó có cần bù không ạ? Bù ít thôi hoặc không cần. Đúng không ạ? Có ai tập vừa rồi mà cảm giác bị khó chịu, không tập trung được không ạ? Cảm giác không 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 theo kịp được với cái nhịp ấy ạ. Cảm giác bị cảm giác sơ cứ bị sinh, mất tập trung ấy ạ. sơ sinh Sơ bình sinh thân ạ? điện À? sơ sinh là đang đang làm có người gõ cửa À vâng. à, phải đi ra. Dạ vâng, không làm sơ không đấy, cái đấy thì ngoại cảnh thì không sao, nhưng mà cái vấn đề lúc mà mình thở ấy ạ. Yeah. Đó. Mọi người vẫn ổn hết chưa ạ? Các cô ba anh chị? Ổn hết ạ thầy ơi, Ổn hết vâng. tốt lắm, nó chạy Ổn. lung tung được khắp nơi, đưa đến đâu chạy đấy, là thế là hay lắm. Đợt này học kết Đợt quả này nhiều học lắm, hay quá. Vâng. Có bạn đợt Uyên học Nguyễn. đi tơ lơ mơ lắm, đợt này phải Dạ dạy vâng. kỹ này, đúng là sâu lắm đấy. Dạ. Em đang Này rát bên họng mà thở theo hướng dẫn, giờ cổ họng của em hết rát. Cảm ơn. Vâng. Đúng rồi ạ, đấy. mình làm vài lần như vậy là êm ngay. Đau đầu ở đâu vài lần là êm ngay, người nhức mỏi đâu là êm ngay. Có ai chữa đau cổ vai gáy cho mình vừa đỡ không ạ? Lớp mình kha khá cổ vai gáy đấy. Có bao nhiêu người vừa rồi đỡ cổ vai gáy đấy? Có đỡ đấy, có nó Có chạy đỡ đến đúng không ạ? Mấy người chữa cổ vai gáy vừa rồi giơ tay giúp tôi vậy ạ? Đấy, ui, lớp mình cũng kha khá đây này. nhưng mà cái tuổi cao thì nó chưa đỡ hẳn, nhưng nó chạy đến đâu biết đến đấy rồi, có Dạ nhẹ, vâng. có Đây là nhẹ. cái buổi tập đầu tiên mà. Còn cuối cùng về sau là ai phải là người tập mọi người? Chính là cô ba Chính anh mình, chị mà. Đấy. chính mình. Tôi là tôi đang hướng dẫn cho mọi người cái cách để mọi người có thể xử lý được với cái âm dương khí công mà làm sao nó hiệu quả nhất từ lúc bắt đầu cho đến lúc chúng ta chữa bệnh cho bản thân. Người thấy dễ không ạ? Đâu có khó đâu, không khó một tí nào mà rất hiệu quả. Có thể chữa mọi bệnh. Đấy là cái tính vi diệu của thầy Tổ Bụng Châu. Vi diệu lắm. Cực Ừ. kỳ vi diệu luôn. Đúng không ạ? Bệnh nào thì cũng như bệnh nào. Đúng không ạ? Đó. Có ai thấy cảm giác bị mệt không? Mọi người cần uống nước không ạ? Uống nước thư giãn, chúng ta thay đổi tư thế một chút nhé. Để chúng ta thả lỏng khoảng 1-2 phút đi ạ. Đứng lên vươn vai uống nước. Chứ thư giãn quá. Lớp chúng ta cảm giác lúc ấy là đi theo là tự nhiên mọi người cứ bị cuốn theo đúng không ạ? Cảm giác nó rất là êm, rất là nhẹ, rất là thư giãn. Ai cần uống nước cứ uống ạ, ai cần xoa mặt cứ xoa. Ai cần thay đổi vị trí cứ thay đổi để chúng ta chuẩn bị đến một cái nội dung học mới. Thời điểm nào mọi người, nó do nguyên nhân là gì ạ? Có phải lạnh Là không? Có phải từ viêm ngày không? trời đang dương cũng từ lâu rồi ạ. Từ lâu Lại nhưng nguyên nhân là dương gì ạ? Mình phải biết nguyên nhân là gì. chắc là do là viêm xoang, nó ngứa thông, từ hay bị viêm mũi dị ứng, bây giờ nó cứ Đó. ngứa không Người đi mình tai cũng hay bị lạnh nữa đúng không ạ? đúng không ạ, bị hàn Đấy. lạnh. Hàn lạnh đúng không ạ? Thế thì chúng ta thở đường gì là hợp chị? Đường dương. Đường dương. Đấy. Chị thấy không? Cũng nhiều rồi nhưng mà tôi chả thấy gì cả. Thì thở tiếp mình Thôi mới tập em được có thở thở một đấy hai ngày tôi đúng không ạ? đủ. Mình tập tiếp. Và chúng ta sẽ khám phá dần cái cách chữa bệnh ra làm sao. Đúng không ạ? Đây là chúng ta đang bắt đầu làm quen với cách chữa bệnh. Mọi người ơi, chúng ta bị những bệnh đó bao nhiêu năm rồi ạ? Đúng không ạ? Chúng ta làm tổn thương nó bao nhiêu năm rồi, từ bộ phận này nó lan sang bộ phận khác rồi. Mà trong khi đó chúng ta gì ạ? Mọi khi là cứ hay dùng Thuốc thuốc. Và bây giờ chúng ta đang không muốn dùng thuốc.
dùng một cái phương pháp y học tự nhiên y học bổ sung. Thế thì nó có cần thời gian không ạ? Chắc cần phải một chút thời gian thêm và cái sự nỗ lực của mình nhiều lên nữa thì chắc chắn sẽ có kết quả nha chị nhá. Chị Trần Lan nha, mình cứ kiên trì mình tập. Có rất nhiều người bị viêm xoang nhiều năm, viêm mũi dị ứng, viêm đường hô hấp trên, hô hấp dưới, thì khi mà một thời gian mình luyện tập thở nó gì ạ, thay đổi. Và tôi cũng sẽ chia sẻ với lớp của chúng ta cái nguyên lý chữa bệnh nói chung hay là dùng âm dương khí công để chữa thì nó sẽ có những cái nguyên tắc nào. Khi cơ thể của chúng ta vẫn đang hàn lạnh mà chúng ta cứ đi chữa mỗi cái phần ở trên mũi thì nó có hiệu quả không ạ? Nó rất khó hiệu quả. Điều đầu tiên chúng ta cần phải cơ thể nó phải ấm lên đã. Khi cơ thể nó ấm lên, nó khỏe lên, nó nâng được cái mức năng lượng lên của mình thì tự nhiên cái bệnh này nó có cơ hội được đẩy lùi không ạ? Có cơ hội đẩy lùi hơn. Đó thì đấy là cái cách chúng ta chữa bệnh. Thì những cái phần này chúng ta sẽ học ở phần tới được không ạ? Hiện tại thì mình cứ tăng cường mình thở đường dương đối với những trường hợp như vậy. Có ba anh chị nha. Đang nói dở tiếp ạ. Đó, chúng ta sẽ chữa bệnh cho người khác thông qua việc thở ý công. Tôi lấy ví dụ như ở đây có chú Dương Văn Thi chẳng hạn, chú đang bị đau 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 chỏm vai hay là gì ạ, viêm cái vùng gì ạ, mỏm vai, viêm chu vai đúng không mọi người? Nó đau, nó nhức, nó ê ẩm. Thì tôi xác định là gì ạ? Thở đường dương cho chú để cho chú đỡ viêm. Bây giờ không ở gần nhau được, chú có thể ở Sài Gòn hay ở đâu đó. Chú giống những người thân của mình chẳng hạn, mình muốn chữa cho chú ấy từ xa. Đúng không ạ? Đó, không có dụng cụ dị trần ở đây, không có cách nào ở đây mà chưa kịp là hướng dẫn cho tự chú ý thở. Nên ngay lập tức lúc đó mình có thể mình thở cho chú ý được. Thúy bảo chị Phạm Anh là thở cho Thúy 5 đường dương vào bên chuyển về bên từ đan điền chuyển sang bên tay phải bên gan mật của Thúy. Thế thì chị Phạm Anh có thở cho Thúy và Thúy cảm nhận như này ạ. Và khi Thúy hỏi chị Phạm Anh tự nhận là khi chị Phạm Anh thở cho Thúy thì Thúy thấy hai đường thở của Thúy lúc đầu tiên mọi lần là Thúy thở rất là xuôi, nó không bị trường hợp đó. Nhưng tự nhiên lúc chị Phạm Anh thở cùng với Thúy thì Thúy cảm thấy đến cái điểm trên rốn khoảng độ 5 đến 7 cm, nó cứ nhùng nhằng ở đó và nó như kiểu nó bị mắc nghẹn, nó mắc nghẹn đấy. Và Thúy hất mãi mới mới sang được bên tay phải. Thì sau đó Thúy hỏi chị Vọng Anh là chị ơi có phải hai đường thở đầu tiên của chị bị nhùng nhằng cái đoạn ấy không, mà em cảm nhận cái bụng của em nó bị nhùng nhằng như vậy. Thế chị Vọng Anh tự nhận bảo à đúng rồi hai đường thở của tôi là như vậy. Thế thì hai chị em cũng có trao đổi lại với nhau và thấy rằng là ồ thầy dạy mình nghĩ rằng là để xem cái cảm nhận của hai chị em là như thế nào. Đây là sự cảm nhận của hai chị em và đã để báo cáo lại với thầy với cả lớp. Cảm ơn thầy và cảm ơn cả lớp đã lắng nghe ạ. Vâng, Cảm ơn chị. chúc mừng chị Thúy với chị Phạm Anh. Hay quá. Xin mời cặp đôi khác đi ạ. Đã chia sẻ đi mọi người. Xem kết quả của đã thực hành thế nào. Xin mời ạ. Ơi chị đi. Vâng, lúc này ai định nói gì đấy ạ? Xin mời. Tôi xin nói nhưng mà tôi quên mất cái câu thở rồi. Thở với tôi tên là gì rồi. Vâng. Tôi với cái cặp đôi này, tôi với chị đấy thì chị có chào con gái chứ tôi cũng không biết. Tôi bảo Vâng. không biết tôi ai, cứ thấy chị chào tôi không biết. Nhưng mà về sau thì chị bảo là bảo thế thì thở cho nhau, thì tôi thì bảo thế chị thở tôi cái lưng, thì chị thở anh gì thì chị bảo thở đường dương. Ừ thôi dương. Thế là dương thì chị thở cho tôi, từ tôi cũng thấy nó nóng nóng, cũng thấy là cũng có kết quả nhưng nó cũng ít ít. Sau đó thì tôi lại thở lại cho chị đường, thì chị bảo chị bị đau mà cái hồi lúc đầu chị cũng hỏi thầy ở đây là bị lâu lâu không đau đầu với bây giờ lại bị đấy. Thì chị bảo chị đau như này thì tôi bảo thế chắc thế là bách hội rồi. Thì là tôi bảo thế thở đường gì à chị, thì đường dương hay âm, chị bảo thôi dương thở. Ừ thế dương. Thế là tôi thở cho chị 7 đường dương. Thì chị bảo chị cứ thấy nó vòng quanh này thì nó cũng có kết quả. Thế đâu chị đâu rồi không biết. Chị Anh Thế Nguyên là đấy ạ, mời chị Anh Nguyên đi ạ, mời chị chia sẻ à, đi ạ.
Lúc đầu vào thì hai chị em thì chưa 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 biết, cho nên là bây giờ lúc một lúc sau thì mới thấy thì coi như là hai chị em thở cho nhau thì nói chung là cũng có kết quả, nhưng mà nó mới Ít gọi là ít ít thì mới mới là người mới nên là cũng chưa nhỉ. được hoàn thiện lắm, Vâng. Rồi, cảm ơn là chị. mong thầy thôi con học hỏi mong cái gì bây giờ đây dây Vâng, cảm ơn chị. Cháu mời cô Nguyệt Thanh ạ. vâng chào các anh chị. Lúc nãy thì bạn Tấn ghép với lại bạn Tâm ạ. Bạn Tâm Vâng. thì hai chị em hỏi nhau thì đều là người mới tinh mới toe hết, cho nên là cũng bảo nhau là nó được cái gì thì được. Vâng. Thế thì lần đầu bạn Tâm thở cho tôi. Đấy thì mình phải nói là mình đo cái bả vai phải này, dưới dưới cái tại cái bả vai phải. Đấy. Thì khi bạn Tâm thở thì mình lại cảm thấy là nó vào bên trái. Là và người thì nó cũng hơi dâm gian cái vùng vùng hai vai đây đó, đó. Và lại cảm thấy là nó cứ nhói 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 ở bên bên vai trái. Đấy, thì bạn Tâm cũng nói là ở nhiều khi đấy là đối xứng, có thể là nó tắc bên này nhưng nó lại đau bên đây, hoặc là khi mình ấy vào đây thì nó sẽ ở đây. Thì trước mình cũng có nghe một lần về về cái về nói về cái đối xứng về cái mắt của mình đấy, mình bảo mắt mình đau bên phải mà sao khi cái người truyền thì mình lại thấy nó cứ 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 vào bên trái. Đấy đại khái thế. Vâng, thế xong còn đến lượt mình truyền cho bạn á thì bạn bị lạnh chân đấy, bảo là truyền chân thì làm chân một chân trái trước rồi mình sang chân phải. Đấy thì khi lúc mình truyền á thì mình cũng đang thở vào cái bên chân, mình nghĩ là trong đầu mình là nghĩ chân trái đó, nhưng cái mắt mình á hay là cái đường hơi thở mình thì là mình hướng vào cái chân phải của bạn á, tức là lẫn lộn ở bên trái của mình với bên phải của bạn ấy, thì bạn bảo không cảm thấy gì. Tôi thì bảo thế ta ngồi thở điều hòa xong và làm lại. Thế thì làm lại lần thứ hai thì bạn nói là cũng cũng có cảm giác thấy có cái đường đường làn hơi nhưng mà nó nhẹ thôi. Nó nhẹ thôi. Bên trái xong rồi mình làm bên chân phải. Thì bạn cũng nói thế. Nói để Ơn động viên mình cô. Mời ấy. chị Tâm, Ai Tâm có đây không ạ? đấy? Tâm. À, thế. Ừ. Tâm ơi. Không, Tâm Tâm mà bắt cặp với Ừ. Thanh. Dạ, chào dạ, Vâng. khi mà thở cho chị Thanh đó thì cũng nói là nóng ấm, chị thở ở bên vai, ở đáy vai phải. Khi mà Trời ơi, thở pin yếu mất rồi, làm sao bây giờ không dám sạc. tập vui hơn. rồi, cảm ơn mọi người. Có ai có chia sẻ gì thêm không ạ? Dạ Liên thầy. ơi, Liên Liên chia sẻ đi. Liên Mình chia à. sẻ đi ạ, chia sẻ về Liên lớp à, đi. Liên chia sẻ đi. Cháu mời cô Phạm Kiêm đi. Vâng ạ. Thế thầy là vừa rồi tôi với lại chị Thiên Nga đấy, chữa bệnh cho nhau. Thế coi như là thi tôi thở 10 đường dương để chữa bệnh viêm họng cho chị Thiên Nga. Thì chị bảo là nóng ở vùng cổ. Vâng. Thế vâng ạ. Thế còn khi chị lại chữa vùng lưng cho tôi ạ, thì tôi cũng thấy dâm gian, hơi căng căng. Dạ vâng ạ, đấy là chị chia sẻ lại là như thế ạ. Vâng. Em chia sẻ, em Thiên Nga chia sẻ lại là như thế. Vâng. Có nghĩa là cả hai đều có cảm giác ạ. Cảm giác cảm nhận thấy một cái gì đó đúng không ạ? Vâng. Vâng. Như em Thiên Nga thì thấy chữa viêm cổ họng thì thấy nó nóng nóng ở chỗ này. Dạ. Vâng, thế còn tôi thì là chữa lưng thì thấy nó nóng nóng cái chỗ hơi căng căng, hơi nóng nóng vùng lưng thận lưng dưới. Dạ. Vâng. Cảm Có gọi ơn kiếm ạ. cô. Và chị Thiên Nga muốn chia sẻ gì không chị? Muốn nói gì không ạ? Chị kim truyền mình là tức là cảm giác được cái nó rần rần luôn á, tức là cái Mạnh. dạ cảm thấy có cái rần rần lên từ từ lúc từ đan điền lên. Dạ Thấy ơi rõ chị, luôn đúng dạ tí không rồi. ạ? Vâng, tốt quá, cảm ơn chị. Thầy Việt ơi, ông gọi Xin mời kiếm đi à? ạ. Vâng, Mời xin đây. mời ai? Vâng, mời cô Liên Nguyễn đi ạ. Đó. À, thưa thầy là tội này là
cô Liên rất là có duyên là gặp cặp đôi với chị Kim. Thì chị Kim là cô Liên là 67 tuổi mà chị Kim là 76 tuổi, chị hơn hơn chục tuổi đấy. Mà chị đã học âm dương khí công được 1 năm, cho nên là mà cô Liên thì mới học được có 3 buổi. Cho nên là một cái duyên và một cái hạnh phúc là được học, được cặp đôi với một người có kinh nghiệm hơn. Một Thì kỳ thôi, không phải 1 năm đâu. buổi học Một này là tôi bằng hai cái mắt, nó như có hai cái màng che đấy. Thì tôi chia sẻ với chị Kim là cái mắt mắt là hai cái mắt như có hai cái màng che, thì chị bảo là chị bao công cho. Thì chị bao công thì cái cảm giác để nhận biết thì không thấy, nhưng mà cái hiệu quả là cái mắt phải này nó mất cái màng đi thầy ạ, còn mắt trái thì vẫn chưa. Như vậy là kết quả là chị Kim đã giúp tôi là cái mắt phải là cái màng đó nó cảm giác là nó mất đi rồi, là rất là hạnh phúc thầy ạ. Thật Nhưng mà là mình đang học là ý công mà tại sao lại học cái phần bốc công khác? Đấy là cái kiến không, thức của nó không chúng ta. vì Thầy là Việt ơi, tôi thở cô đường dương đấy thầy bảo Việt ạ. cô học một Vâng, năm tôi thở rồi. đâu 1 tháng mà niêm Cô nó học nhầm đấy. một khóa rồi ạ. Cô bảo cô học một khóa rồi, cho nên là cô hỏi là bây giờ chữa mắt thì theo Liên là thở đường ở bên đường dương, thì tôi bảo là thở đường dương, cô bảo đúng rồi, nhưng mà mình sẽ chữa bao công cho Liên. Và cái mắt phải này cảm giác là nó Đỡ sáng đúng hẳn, không đã ạ? đỡ 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 nhiều ạ. Còn mắt trái thì chưa, nhưng mắt phải thì đỡ hẳn ạ. Và cảm giác bây giờ là rất là hạnh phúc và cảm ơn chị Kim nhiều lắm, cảm ơn thầy nhiều lắm. Mình xem chia sẻ thêm một tí nha thầy Việt nhá. Nó thật ra như này này, sau khi làm rồi ấy, thì cô có thở đường dương cho Liên đấy chứ không phải không đâu. Ừ, cô có thở như vậy là 15 đường dương cho Liên, sau khi cô bốc xong cô thở cho Liên 15 đường dương đấy nhá. Ừ, chứ không phải là hôm nay là cô vẫn tuân thủ như là bài dạy của Vâng, cảm ơn đấy, cô. Mình mà nên cảm ơn. học cái gì mình thực hành cái đấy, không Đúng thì rồi, lại đúng bị rồi, rối mất. Những người mới người cũ đúng nó lại bị rối mất. đúng rồi, nên là cô rất tuân thủ. Vì là bạn nói nhầm là 1 năm, như cô bảo cô mới học một cái khóa thôi, hôm nay là cô lại học lại tiếp đấy, cho À, một nên là cô khóa. đính chính lại như vậy nhé. Đấy, không có À, là cô giáo mà nói sai là không được. đấy là xúc xúc động quá cho nên xúc là động nói nhầm. quá. Vui Tôi nha, quá. xin cảm ơn 2660. Cô có thở Vâng, đường dương đấy. em hạnh Rồi. phúc, em hạnh phúc. Em cặp đôi với chị là em hạnh phúc rồi đấy Hạnh phúc ạ. quá. Thầy Thầy nhầm tí. cho Thầy cho em gặp chút xíu. xin mời đi Hồi ạ. nãy em thở chung với chị Nguyệt á, nhưng mà sao chị Nguyệt chỉ bảo là em thở cho chị 5 đường dương để chữa cái mắt á, cho nó mắt nó bị mờ đó. Mà sao chị bảo không có cảm giác gì thầy? Chị Nguyệt Xong lại em nào? lại thở lại chị Nguyệt đó cơ. Xong thở lại lần nữa, thở đường dương. Chị cũng bảo không có thấy cảm giác gì luôn. Thì em không hiểu. Thế còn khi chị thở cho chị Uy thì chị có thấy gì không? Cũng không thấy chị gì. Chị không, chị Nguyệt có thở không cơ? Tại vì nãy là em thở thôi cho chị thôi. thế là mấy chị đâu rồi? Chị Nguyệt đâu rồi? Dạ. Chị Nguyệt đâu? Chị Nguyệt ơi. Nó có một câu chuyện như thế này, không thấy chị Nguyệt đâu ạ. Nó có một câu chuyện như thế này. Trong quá trình mà chúng ta thực hành về âm dương khí công ấy, mọi người để ý mình xem. Cho dù chúng ta có cảm nhận thấy hay không thì có phải là khi chúng ta chỉ cần khởi ý là năng lượng đã có mọi người. Ý dẫn khí, dẫn huyết, dẫn lực, có đúng không ạ? Mọi người nhớ nguyên lý này không? Mình nhớ không ạ? Thế thì cho dù cái người đấy có cảm nhận hay không, hay cho dù chúng ta có cảm nhận hay không thì khí nó vẫn có. Chị Uy nhá, cái này mình phải phải khi mình đã học như này mình phải rất là rõ, chứ không phải cho đến lúc mà mình cảm nhận thấy nó có thì nó mới có, nó không phải đâu ạ. Nó đã có ngay từ lúc bắt đầu chúng ta điều ý vận khí, nó đã có rồi, chỉ hình dung nó. Nhưng mà có thể lý do này lý do khác, cái sự cảm nhận, cái sự nhạy cảm hoặc cái năng lượng mình nó chưa đủ để cho họ thấy rõ ràng nhỉ, ví dụ như vậy đó. Chứ không phải là mình không có cái tác động gì đến họ đâu, có tác động hết. Chỉ cần mình đã khởi ý là năng lượng đã chạy. Mọi người rõ là này không ạ? Nhá chị Vy nhá. Đó, thế nên là mình cứ chăm chỉ mình tập thôi thì nó sẽ rõ thêm. Đơn giản là như vậy. Đã. Và mời chị Hồng Lê.
Em chào thầy. À, em xin chia sẻ một chút là lúc nãy em có cặp với cô Phúc thì em cô ấy bị đau đau lưng chỗ thắt lưng này, thì em có thở cho cô ấy khoảng 15-16 đường dương vào đấy, thì cô ấy bảo là cô ấy cảm thấy có đường khí chạy trong người và cảm thấy cái lưng ấm lên. Còn em thì em cũng không có cái chỗ, hiện tại thì đang không có chỗ nào đau đặc biệt trong người, nhưng mà cái vai này là nó hơi cứng vì là có thoái hóa đốt sống cổ, thế nên là cô ấy cũng thở cho em đường dương vào đây. Thì một lúc sau thì em thấy cái vai nó cũng mềm hơn một chút, còn không không có cảm nhận được là đường khí hay gì, bởi vì em ít khi cảm thấy cái đấy lắm. Nhưng mà sau đấy, sau khi cô thở xong thì là em cũng thấy cái vai nó mềm đi. Tức là cả em với cô ấy thì cũng đều có cảm nhận. Ngoài ra thì em muốn hỏi thầy một 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 có một cái câu hỏi mà em muốn hỏi thầy nữa, là đây là mình đang đang điều khí xong rồi dẫn đến cái vị trí để chữa bệnh cho người khác ấy, nhưng bây giờ nếu không phải mục đích là để chữa cái bệnh gì cụ thể ở vị trí nào, mà em đơn giản là em chỉ muốn thở để cho nâng khí dương với khí âm cho người, của cái người bệnh đấy thôi, thì em vẫn cũng vẫn thở được đấy, nhưng mà em đưa về cái huyệt 19 Đúng gì. rồi, coi như là mình thở thuần âm hoặc thuần dương em. Vâng ạ, vâng. Nguyên lý thì giống hệt như vậy, coi như là mình thở thuần âm thuần dương thôi, không phải chữa nữa. Vâng ạ. Đó. Em cảm ơn ạ. Nghĩa là phần ý công thì nó có mấy phần. Một là mình thở, mình chữa cho mình này. Rồi mình thở Vâng. đường âm, đường dương cho người khác này. Rồi mình Vâng. thở để mình chữa bệnh cho người khác. Đó. Mình đúng không? Nhưng mà hôm nay thì về cái nội dung chương trình muốn nó đẩy nhanh hơn một chút thì mình cho mọi người thực hành luôn cái phần là chữa bệnh luôn cho người khác, Vâng. đúng không? Đấy, đấy là cái điều quan trọng, đấy là cái chính là cái sáng tạo trong của chúng ta trong quá trình mà chúng ta gì ạ, học ở chỗ đấy đấy, đặt câu hỏi là nó phải đặt câu hỏi như vậy. Cảm ơn bạn nhé. Dạ vâng, vâng em cảm ơn thầy. Rồi. Thầy, cho em hỏi chút xíu á. À, Vâng. giống như mình chữa bệnh, mình trước khi chữa bệnh thì mình phải thở tỷ lệ vàng trước, đối với người học rồi thì mình tỷ lệ vàng trước, xong rồi bắt đầu mới mới chữa bệnh, đúng không thầy? Cũng tùy gì ạ, đâu cứ phải chứ đâu, chưa Không bao giờ nhất thiết, bảo phải, không nhất thiết đâu, chỉ cần đúng đường dương. mà cũng chưa chẳng cả đường dương, có khi chẳng thở gì, làm được là cứ làm luôn nữa, Dạ, đúng vâng. không ạ? Mình cứ đừng phải, nghĩa là mình đừng bó buộc, còn để cẩn thận thì mình nên thôi, mình nên thở trước thôi chứ không phải là phải thở mới làm được cái việc đấy, mọi người hình dung không ạ? Đó, nghĩa là ở đây chúng ta học âm dương công, hãy tạm quên cái chữ phải đi, phải phải không có cái gì phải đây cả, nó sẽ tùy ạ. Nếu mà mình cảm giác cần, tự nhiên cơ thể mình thấy cần thì mình Cảm ơn đấy, có tỷ lệ vàng thì chúng ta thở tỷ lệ vàng, có biết không, có tỷ lệ vàng thở đường dương mình thở đường dương, thế thôi là xong rồi nhé. Dạ, cảm ơn Vâng, thầy. mời cô Thanh ạ. Mời cô Thanh. Để cho em hỏi lại chút xíu, Dạ. là khi mà bạn thở cho mình á, bạn bạn kia thở cho mình ấy, thì lúc đấy mình thở bình thường hả thầy, hay là Thở mình cũng bình thở thường đường dương thôi, thở bình thường à, cứ cháu có thở bảo mọi người thở đường dương đâu, không ạ? à. Không cần đâu ạ, mình cứ ngồi mình nhận thôi mà. Vâng, thì trong suy Dạ. nghĩ của mình cũng mình có phải nghĩ là mình sẽ đón nhận Không cái cần đấy đâu, của nó bạn phức tạp ra, mình cứ thả lỏng ra hết à, sức là được rồi ạ. thả lỏng Còn nếu được. tập trung nữa thì mình để ý đến cái bộ phận người ta đang chữa cho mình là được thôi. À vâng, Vâng, chứ thì không đấy cần mình phức có tạp để ý đâu. gì để Vâng, đừng phức tạp, nghĩa là đơn giản, đừng phức tạp. Mời chị Tâm ạ, mời chị bạn ơn Tâm thầy. giơ tay. Vâng. Thế là hồi nãy đang chia sẻ anh dở, tại vì có tiếng ồn nên dừng lại thầy thì nói gì À, khác. vâng, xin mời ạ. Dạ, tại vì chị thấy chị thở thì khi mà thở là thì cái chân đó là thì thầy nó cũng có cái đường giống như cái luồng khí đó, nó cũng đi xuống nhưng mà không có mạnh, nhưng mà chị than thì chị cứ sợ là không thở được, nên hai chị em cũng động viên nó thôi kệ cố gắng, mình mới mình cứ cứ tập rồi dần dần nó sẽ mạnh lên, đó là Wow. chia sẻ với thầy như thế. Dạ đúng rồi, sự động viên rất là hợp lý, vừa phải, cần thiết, đúng không ạ? Cứ thong thả Vâng, mình cảm tập thôi, cứ thong thả mình tập đúng là chắc chắn kết quả sẽ tốt, đúng không ạ? Đó. Vâng, ơn tâm à. xin cảm ơn mọi người. Trước khi chúng ta nghỉ còn có ai có câu hỏi và chia sẻ gì thêm không mọi người? Xin mời sơ Liễu này, đúng không ạ? Sơ bật micro giúp.
Bà Dạ cứ đợi bài con một chút. dạ Vâng. Vâng. dạ con xin chia sẻ cái phần của con là đó, một cái sự trùng hợp đó là hồi nãy nghe thầy nói là sẽ bắt cặp mà con thấy lo là mình phải nhìn thử cái tên thử bắt cặp ai sao mà con ghi là cái chữ Bùi Sinh, nhưng mà cuối cùng thì có thầy Tấn đã chọn đúng cái ý tưởng mà con ước nguyện là con sẽ chọn cái tên đó, thì đó là một cái sự trùng hợp. Nhưng mà con cũng gặp sơ, nhưng mà con thấy là lần đầu thì cũng chia sẻ một tí rồi sau đó con cũng sao cũng thở cho con là con hỏi sao con đau ở đâu thì con thấy là con bị đau cái tay rồi sau đó thở đừng thương cho con, nhưng mà con cảm nhận được là con không có cảm nhận được cái hơi cái khí trong cái tay, nhưng mà trên cái vùng trán của con á con cảm thấy nó tê tê và nó buồn ngủ làm cho con rất là buồn ngủ, đó là con cảm nhận cái điều đó. Và sơ cũng xin con là thở cho sơ là bị sơ bị viêm mũi, và sơ thì sơ cảm nhận được khi mà nó bị viêm cứ bị dị ứng nên là nó nghẹt, khi mà con thở thì nghe sơ cũng cảm nhận được cái điều đó, nhưng mà khi hết thì nó sơ đã cảm nhận nó ít lại, nó không có nghe nữa, chứ mình khi mà con thở thì sơ cảm thấy là nó nhẹ rồi. Thì con thấy sơ chia sẻ cho con cái đó là cái phần mà con cảm nhận được, và con cũng rất là vui khi mà cái sự ước nguyện của mình tự nhiên nó tới một cái sự trùng hợp Trùng hợp không rất để là đỡ trong lòng. vâng, không nghĩ tưởng tượng lại trùng hợp đến mức độ đấy vậy đúng không ạ? Dạ, con không có nghĩ khi mà ước nguyện nhìn thấy cái sao cái nhìn trên màn hình nhé, chọn cái tên con ghi ra cái tên là cặp nữa, nếu như mà thầy bảo chọn chọn cặp rồi tự nhiên con nghe thầy nói vậy thì con nghĩ con ghi ra để cặp, con nhớ cái tên gì để mình chọn, nhưng mà khi mà thầy chọn người đầu tiên vừa diện lên là thấy sợ giật cả người. Này phải cảm ơn thầy Tấn đúng không ạ? Chọn là tự động, có khi là có cái năng lượng gì đấy mà tự nhiên nó lại trùng hợp thế. Cảm ơn, chúc mừng sơ. Thế là các báo cáo mọi người có gì mọi người chia sẻ thêm trên. Con mời bà Cư, để bà Cư muốn nói cái gì đấy. Giơ tay quyết liệt quá, mời bà. Báo cáo bây giờ là tôi thở với cái cô gì mà tôi chả biết tên. Vâng. Thế cô mới đập thở thì cô chưa thở được. Thế thì bây giờ tôi chỉ thở cho cô thôi, thì bây giờ thì gọi cô ấy lên xem là cô cảm nhận thế nào. Vâng, ai đây ạ? Ai vừa tập với bà Cư? Trần Lan. Dạ. Thế còn xin của Diệu Minh ạ. Diệu Minh ạ? Đâu Diệu Minh đâu ạ? Không thấy đâu. Tắt cam rồi, tắt mic rồi. Còn những ai?